Công việc này nó hàng niên hàng năm của phủ, nó quá là đông luôn. Bởi vì là những cái công việc này đấy là một năm nhà mình ấy là chỉ đầu năm làm từ tháng 1 cho đến tháng 3. Tháng 1 đến tháng 3 âm lịch là bọn em làm. Nhà phủ là chuyên làm cho những khách quen nó nhiều lắm, một năm một ngày. Cũng là từ giờ là cứ đông cho đến hết năm thôi. Cái công việc này nó cứ triền miên như thế. Thế còn tất cả trên công việc mọi người thì có hai lộc. Xin vào mảng của ông, chuyên làm mảng ông thì xin mảng của ông, đỏ đen mảng ông. Còn nếu chuyên kinh doanh thì xin mảng của chín. Công việc của mình đang cần, ví dụ ngày mai con cần một khoản tiền hàng này hay là công việc đang bế tắc này, rút một tờ ra đốt. Nó rất là hiệu quả. Nhìn nó hiệu quả ngay. Ví dụ mình đang tắc mình cần đấy, là nó có ông 7 là có 7 tờ, cô 9 có 9 tờ. 9 tờ đấy thì là phục vụ cho như một năm. Ví dụ ông công ông táo đến kỳ ông công ông táo là hủy đi. Đốt nó đi. Đốt cái tờ tiền đi. Nếu không dùng hết thì đốt đi, không giữ làm gì cả. Cái này nó chỉ tính năng là chỉ được một năm thôi. Nó dành cho những công việc mà một tháng chỉ sử dụng được một cho đến ba lần. Đừng lạm dụng quá. Nó nắm người ta lấy cái tờ tiền ra tốt tốt đánh đề. Đánh được mà. Rất là hay được. 10 lần thì nó ra được 7 lần. Nó rất là linh luôn. Cái tờ tiền nó rất là linh. Thế nhưng mà nó nói rồi cái gì nó lạm dụng. Đã lạm dụng quá thì không tốt. Nó có giới hạn của nó thôi. Đó, nhưng mà người nhiều người tham cứ tu lu bu nao vào cắm đầu cắm đít. Xong rồi lần sau lại đăng ký đến lấy tiếp. Không được, cái này nó chỉ một năm được lần thôi. Chỉ được một lần là một lần thôi. Nên mọi người đừng có lạm dụng nó. Mà hai là cái phần nếu như các bạn đỏ, bạn động đâu thì đỏ rồi thì không phải động vào. Nhưng mà khi lúc mà đến cái vật đen của bạn thì bạn sờ vào cái việc gì nó hỏng hết tất cả những công việc của các bạn. Thì cái này là cái cứu cánh của các bạn. Nó được trong vòng 1 ngày đến 3 ngày hay cái công việc bạn đang cần. Nó gần như là một cái tờ bùa trấn an. May mắn, nó rất hiệu quả. Nên là hàng niên hàng năm ấy, mỗi năm ấy, việc mình làm là từ tháng 1 đến tháng 3. Ngày cũng từ 50 người đến 100 người, tức là đều như bắt tranh nó kéo dài trong vòng 9 năm nay. Nên là những người nào mà đã xin những cái này rồi thì rất là thuận. Còn cái này tại sao người được người không được? Chịu khó năng những làm những việc cần làm. Mà những việc cần làm là những việc ví dụ như với bổn phước mình có phần âm, mình có như mình công đức đình chùa miếu mạo xây dựng nào kia, mình làm những bổn phước nhiều thì mình sẽ được nhiều phần lộc tồn hơn. Âm phước mình không tạo thì cái phần âm ấy nó không có. Thì mọi người đừng bao giờ trách ai cả. Đấy, mình đi làm những cái việc mà cần làm, mình công đức, mình làm thiện, giúp người nghèo khó khăn, cái bổn phước ấy nhiều và ít nó không quan trọng. Nhưng khởi tâm mình làm ra, kể cả phóng sinh mình khởi tâm ra, thì cái âm phước ấy nó có ở phần âm. Khi lúc mình đang hoạn nạn rồi thì mình sử dụng cái phần âm đấy, mình cứu cánh mình trong lúc mình đang, gọi là các cụ nói lướt xa không cứu lửa gần đấy. Thì bây giờ mình có lướt gần để cứu ngay cái việc mình đang cần. Ví dụ trong bế tắc công việc làm ăn, trong cái mảng đỏ đen ông là đang chết nhiều, chết dấp, chết sấp, chết sâu thì sử dụng. Nhưng cái này cũng không nên bám bổ và coi thường nó. Tại sao người khác làm được nhưng mình lại làm không được? Bản thân mình sống chó má lừa đảo liên thuyên, tâm hồn con người bẩn thỉu mà không biết cho ai, mà không biết giúp ai một cái gì. Cái phước âm mình không tạo ra cho nó bao giờ. Không bao giờ biết đi giúp người nọ, giúp người kia. Không biết dám bỏ ra để hy sinh giúp gì cho ai. Cái con vật còn sát sinh một cách tàn nhẫn, bóc lột thì làm sao mà được. Những người ấy gọi là phước không có. Đây là mọi người lên lăng trong những chuyện này. Mọi người đi lăng cúng dường bố thí, làm những việc tốt, xây đình xây chùa và làm những người nghèo. Thậm chí ra đường mình giúp người ta ốm đau, hay là giúp người ta cho người ta tiền, hay là nghèo hết khó khăn cho tiền. Những việc này các bạn đầu lên đi làm. Một, nếu như đình chùa đang tu bổ xây dựng sửa chữa, các bạn lên công đức. 50, 100 cũng là tiền, 500, 1 triệu cũng là tiền. Nhưng nó khác hẳn hoàn toàn. Cái phước đấy các bạn không bao giờ nhìn thấy, anh em không bao giờ nhìn thấy, mọi người không bao giờ nhìn thấy. Ok, đi làm bây giờ tôi công đức vào đây tôi được cái gì không? Đấy không phải là công đức, mà đấy là trao đổi mua bán. Em nói cái đúng không chị? Đấy là trao đổi mua bán kinh doanh. Mẹ tao cho tiền mày, mày phải cho tao cái này lợi quả. Nhưng mọi người, cái phước đức đấy là do âm đức của mỗi người bên trong tồn lại, phải do mọi người khởi tâm mọi người làm, chứ không phải làm với chủ ý là để tao được cái này được cái kia. Nếu mà chủ ý như thế là mua bán hết, kinh doanh hết rồi. Nên là khuyên mọi người ấy, tự lên làm, hay ai khó khăn xung quanh hàng xóm nhà mình khó khăn
mình cung đức bằng gạo, thức ăn, thực phẩm cho các cháu bé, mọi người khó khăn, ốm đau, hỗ trợ cho những người đấy. Ngay những nhà nào rột nát, khó khăn ấy, hay mình cung đức gạo cho những nhà nào, như đấy là phước đức, âm đức. Mình tích được bao nhiêu thì sử dụng cái lọc tồn nó rất hiệu quả bấy nhiêu. Khởi tâm ra, ví dụ như khởi tâm mình phóng sinh chim cá, hay khởi tâm mình phóng sinh ra một cái gì ấy, hay là khởi tâm ra một cái thiện nguyện gì đấy, hay nhìn thấy một cái động vật đấy thương nó quá, mình mua bỏ tiền ra âm phước đấy, mình chỉ hồi hướng ấy, phải phóng sinh. Đấy cũng là phước đức. Chứ không phải phước đức là cứ đưa một đống lễ mặn chay, xong rồi đưa một đống tiền, đưa lên ban cúng khấn, điếu các ngài, cái đấy đút lót. Đấy là đút lót. Thế là mọi người làm cái gì nó phải đúng cái quy trình. Chứ không phải là chúng ta ăn mặc đẹp, xong vào đình chùa, không tiếc tiền, vung tiền, không tiếc cái ba nào, đặt 50, 100. Vô tội vạ khấn cái to, gáy thì trông thì oai, nhìn thì phang. Đối với người trần thôi, nhưng các ngài đâu có nhận cái đấy để ăn cái đấy để sống đâu. Nên là khi mọi người làm cái này, cố gắng. Phần của ông xin 7 ngày, thì giữ giới cho em 7 ngày. Không ăn thịt chó, phủ có một cái điều lệ. Không ăn thịt chó, không ăn thịt mèo, và không ăn cá chép, có ba cái đấy. Mọi người không phải là khách lâu năm, thì mình phải nói lại. Nếu như khách lâu năm rồi thì là thịt chó không ăn, thịt mèo không ăn, cá chép không ăn. Ba cái đấy là mọi người nên bỏ. Giảm thọ. Mỗi một thứ mình bỏ thì mình được cộng thọ lên một năm rồi. Dương thọ mình lên một năm rồi. Thế đấy là tốt cho bản thân mọi người. Có giữ hay không nên do mọi người thôi. Và tôi thì sống tầm 60 là thế đủ. Nhưng mà anh mà chị có những con người gàn dở thôi. Thế có những con người là chân quý cái mạng của người ta. Người ta phải tăng lên dương thọ. Thì có nghĩa phát nguyện. Đừng ăn thịt chó. Không ăn thịt mèo. Không ăn cá chép. Ba cái thứ đấy lên bỏ. Trong cái lọc tồn này trong 7 ngày đầu nếu như của ông. Thì là 7 ngày đầu phải kiêng. Sát sinh rồi không ăn thịt chó, thịt mèo, cá chép. Nếu như sinh của cô thì 9 ngày. Đó. Nhưng mọi người hiểu những người giàu có người ta không ngu dốt. Người ta biết đầu tư, biết cách làm những cái gì nó duy trì của người ta. Những cái công việc của mình thì tại sao những đầu liên toàn những người có tiền. Toàn những ông chủ, toàn những ông doanh nghiệp, công ty, tập đoàn đến phải gặp mình. Những người ngu dốt là người ta sẽ xuyên tạc mình bằng buôn tần. Mẹ tao có lấy tiền đâu mà. Cho tiền tao không cần. Biếu tiền tới tao không cần. Tất cả những tiền trên tam bảo của các ngài đem xây đỉnh xây chùa luôn mọi người hết. Tớ đâu có cần, bởi lúc cần thì tớ để dành tiền của tớ 5-7 căn nhà, ô tô, mọi việc, sự nghiệp của tớ một đống, công ty của tớ một đống. Tớ ăn rồi hết được mà làm sao tớ đem đi bán hết đi xây đình xây chùa. Nếu như tớ là người tham tiền. Nên anh em phải hiểu như cái góc độ đấy. Nên là người giàu người ta dễ hiểu và phân tích nhanh. Như cái người kém và những người tiểu nhân thì người ta sẽ rất ích kỷ, người ta xuyên tạc những cái chuyện nó liên thuyên đó. Nên là những việc anh em mình làm không có khái niệm mục đích đi giải trình cho bất cứ ai. Tâm mình khởi tâm là mình cảm thấy nó đúng, mình cứ lên làm. Đừng đi giải trình, không dụ dỗ, không lôi kéo. Việc anh em ngày hôm nay xin được, cứ chiêm nghiệm bằng khởi cái tâm mình làm, một mình làm thôi. Chứ đừng về lôi kéo. Người ta được không sao mà không được, cứ chửi mẹ chúng em lũ lừa đảo. Khổ chưa? Không lấy được đồng nào, không cầm 1.000 nào mà mới bị nghe chửi. Tớ bị nghe chửi rất nhiều. Thì con người rất là bạc, được việc thì người ta rất là ca tụng trạng, trạng ơi trạng nọ trạng kia. Không được phát là người ta chửi trạng phô bờ bến luôn. Mình cũng làm những cái tội gì đấy, mình không hề có những cái đấy. Người ta chửi mình. Đầu tiên là mình còn hậm hẹ, bực. Nhưng bây giờ thì mình không bực nữa. Bởi vì phàm. Người ta là chúng sinh thì không tránh được. Người tốt người xấu nó xen kẽ. Nên là mọi người cố gắng nhé. Khi làm cái này khởi tâm. Làm những cái gì từ hiện tâm thôi. Bổn nguyện một năm ấy, các bạn có 4 quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Quý 1 các bạn xin thì quý 4 các bạn về tạng lễ nén hương thôi. Cuối năm ấy là xin rồi thì cuối năm nên về thắp nén hương xin các ngài tạng. Một bông trái, một cốc nước đâu có đánh thuế mà về lắm người cũng tư tưởng ông trạng ơi tôi không về được, tôi bận lắm. Không tạ nổi với các ngài. Bận quá. Em nói cho anh ấy lương anh ba cọc 8 cái đồng. Những cái việc quanh co trong bếp lò. Anh cứ to mình là bận. Mẹ cái thằng như công ty to như việc lớn như em. Mà em còn chả thấy bận cái gì. Mà đi hàng ngày tiếp toàn những loại dở hơi như các anh. Cái cuộc đời các anh cứ như thế thì làm sao các anh khá lên được. Nên là phải tự tạo không gian riêng cho mình. Nhá. Thế đừng quả lúc nào cũng thể hiện cái bận. Không bận đâu. Những người ngồi đây không ai bận bằng tớ.
Bởi vì tớ hàng ngày tớ lo cho bao miệng ăn, bao nhiêu công việc, bao nhiêu người phải lo chi, và bao nhiêu việc dở hơi rắc rối hàng ngày. Nên cố gắng mọi người tạo không gian rỗi cho mình nhé. Đầu năm xin cuối năm về thẳng, chỉ về nén hương thôi cũng được, không phải nhất thiết nặng nề. Nhưng có trước, có sau nó mới tồn tại được. Những người khách ruột của phủ nhiều năm nay thì người ta có cái cữ rồi. Còn đối với những anh em mới, mọi người mới thì lên phải nghe qua cái thể lệ một lần. Năm nào cũng phải cái này là mình nói cho mọi người phổ cập nhé. Còn cái này là mình nói bởi vì hàng ngày ngày nào cũng nói, bởi vì quá nhiều khách mới và quá nhiều khách cũ. Khách cũ thì không cần phải giải trình, nhưng khách mới thì mình phải nói qua để người ta có thể lệ kiêng đầy đủ sạch sẽ. Và tuyệt đối là không có giết chóc gì trong cái thời gian này nhé. Có hiểu từ giết chóc rồi chưa? Chọc tiết, cắt cá, cắt con lợn gà đấy là không. Nếu anh mà giết con gà mà không chồng giết anh mà chạy thì nó chạy lung nhông kính đó. Đấy, cố gắng kiêng làm sao? Kiêng tuyệt đối những cái đấy là không lên nhá. Là cho tất cả mọi người thuận việc hay không thuận việc thì mọi người sẽ thấy rất là linh ứng. Cái này nó giống như là một cái bùa may mắn, một bùa trấn an luôn. Rất tốt, rất hiệu quả. Nhưng khởi tâm phải tâm bồ đề. Mình khởi cái tốt lên nó rất tốt, mình khởi cái tà lên nó rất tà tâm thì không được, nó không linh đâu. Đấy, còn cái này không có thu phí lấy bất cứ một kinh tế gì của bà con mọi người. Không lấy bất cứ 1.000 nào của ai. Từ trước tất cả những chuyện bán lễ sắp lễ thu tiền lễ không có. Không lấy. Miễn phí hoàn toàn cho mọi người. Nên là mọi người mà đừng nói là ừ, cái này 500, cái này 1 triệu phải tội chết đấy. Ngồi đây có các ngày mà mọi người đấy chứng kiến này, mọi người đấy bao nhiêu người đây là tớ không có 1.000 một xu mà lấy một đồng nào đâu nhé, thông cảm tớ. Bởi vì có rất nhiều người mượn danh tớ, lạm dụng vào tớ để đi lừa tiền mọi người. Muốn gần Trạng mày cho tao 5 triệu 10 triệu tao dẫn mày đến gặp Trạng. Nhà mình ở đây các bạn cứ đến đây gặp tớ được ngay, sao phải qua người khác. Có rất nhiều người đây bị lừa như thế. Khó quá, khó gặp đấy. Nhưng mà chị gọi điện là khó, nhưng chị đến đây phát gặp ngay đúng không? Chị gọi điện rất là khó, phải qua thư ký rồi qua nhân viên rất nhiều thứ. Nhưng em nó nói rồi, em ở nhà chứ cứ chạy thẳng phát xuống đây phát gặp em ngay, dễ gần, dễ nói chuyện, dễ tiếp xúc. Ví dụ chị đề cử cho em là ồ Trạng ơi, cậu giúp tới cái này, chị giúp cho chị cái này. Em trả lời có, khẳng định thì đã chết cũng phải sống lại với em. Em trả lời em không giúp được, em trả lời không giúp được. Em trả lời vào cái này là khó cho em một thời gian, phải đúng thời gian. Một khi em đã nhận thì đã có chết cũng phải thành sống. Hỏng việc nó đang biết nghe việc, không thành nó phải thành. Một khi em đã bảo em từ chối thì nó cũng thông cảm. Không phải là em là thần y cái gì cũng cứu được. Mẹ toàn những quả vỡ 5-70 tỷ ấy, một vài tỷ. Nhìn nó quả 40 tỷ mà cho em gỡ, làm sao gỡ được. Thế tất nhiên là phải có về phương pháp để mà chúng ta giải quyết cho nhau. Mẹ đầy ra những cái mà ông vừa cả đời đấy, ông đâu ông đến đây ông ôm hôn tôi, ông khóc long kể lại Trạng cứu tôi. Em vỡ, vừa mới vỡ 14 tỷ xong khóc như bố trên nhà chết thì để tao khóc chung mày. Giờ tao cứu mày ai cứu ta? Trạng cho em một số để cứu lại những gì đã mất. Thế không được. Nên cái gì mà nó thuộc vào nếu như truyền thống kinh doanh em sẽ ủng hộ 100% cho mọi người. Còn cái gì thuộc vào đỏ đen thì em chỉ dạy cho mọi người cái cần câu để mọi người tự cứu mình thôi. Ở đời là không ai cứu các bạn bằng chính các bạn tự cứu các bạn. Nên là nhớ cái điều đó. Chứ đừng bao giờ lệ thuộc nhá. Chị mở cô rồi mở không? Thôi lấy. Ok. Mình xin phép thông báo này cho anh em nhá. Đây là cái ghi âm này để cho những người chưa biết gì về cái việc này thì mọi người lên nghe qua nghe lại. Số điện thoại là 0374375999, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023 tại phủ Long Đức, địa chỉ số 1 đường Hàm Nghi, sông Đào, thành phố Hải Phòng nhá. Lưu ý tránh trường hợp lừa đảo của Facebook phát các video xin tiền kêu gọi nhá. Tất cả các đối tượng nào nhận danh người phủ Long Đức hay là phủ Long Đức nhá mà chat với các bạn chú ý là đều là đối tượng lừa đảo hết nhá. Lưu ý anh em ấy. Còn mình xin phép anh em là chia sẻ cái việc này, thông báo này vì hàng niên công việc rất là bận rộn. Nên là mục đích này là báo cho bà con để biết trước cái thể lệ để mọi người làm. Có quà không? Có rồi đấy còn gì nữa. Chết giờ hỏi có quà không? Quà rồi đi, quà gì nữa? Có ai viết sớ vào viết sớ nhá. Xin cái này lọc tồn thì có sớ đầy đủ thông tin nhá. Mọi người lên vào đăng ký đây, tên tuổi địa chỉ số nhà đầy đủ. Có sớ của các bạn nhé.
Cái này là tờ này là 27 27 98 và 09. Mọi người cố gắng nhé, đừng có rượu chè trong cái thời gian mà lúc xin 7 ngày và 9 ngày, đừng có rượu chè lát quá nhé. Có hiểu im nó không? Đừng có bừa phứa quá. Nó rất là hiệu quả. Một cái tờ tiền này lấy về nhà là đốt luôn, khi xin xong mọi người về nhà là đốt một tờ trước cửa nhà. Còn 8 tờ còn lại hay là 7 6 tờ lại thì mọi người để trên cái ban thần tài, hay để trên ban thờ, hay là để gối đầu giường, để chỗ nào là sạch sẽ nhất nhá. Lúc cần thiết mình bỏ ra mình đốt nhá. Nếu như để trên ban thờ thì tốt nhất, để ban thần tài cũng được, ban thần tài là tốt nhất, mà để trên những chỗ nào thật sạch sẽ. Mình có kính các ngài thì đàng hoàng để thật gọn gàng sạch sẽ, chứ để uế tạp nó mất linh. Phải để nơi thật là sạch sẽ nhá. Khi cần về nhà thì phải đốt một cái tờ trước cửa nhà mình. Ở chỗ nào mình đốt cho đấy. Nếu như ở các văn phòng công ty mình đốt ở chỗ đấy. Ngoài cửa hay trong nhà? Ở trong trước cửa nhà mình. Trong sân hay ngoài cửa hay trước thềm nhà mình. Ừ, mình đốt một tờ đấy. Cái tờ đấy là cái lệnh. Nhiều người không đốt, đến lúc mà khi việc người ta đốt nó không hiệu quả. Mà phải đốt ngay, ví dụ như xin lộc tổ này về phát về cái vị trí đất của nhà mình đang ở, đương cái chỗ nào hay là chỗ bàn làm việc, khu vực mình làm việc mình đốt luôn. Đốt được rồi thì bắt đầu là cái lần sau như thế là nó mới có tác dụng. Nên là sử dụng những cái này nó phải đúng chỉ định. Nhưng nhiều người không biết rồi, đến lúc mà hỏi bây giờ tôi mới đốt. Nên là nói đi nói lại rất nhiều lần, chính vì thế mình làm cái video này cho mọi người nhớ. Chứ bây giờ mình đi giải trình cho từng người cũng rất là mệt. Ngày đến hàng 5-7 chục người, hàng trăm người này đi giải trình cho từng người thì không có thời gian. Nên là mình làm cái video này mục đích để hướng cho mọi người, để mình biết về cách xử lý. Đấy là tránh nhá. Để vào ví cũng được, nhưng mà lên phải giữ thật sạch sẽ, tôn quý. Vì nó là lệnh phù và tôn quý, để gọn sạch sẽ thì khi mình sử dụng nó mới có công năng. Đút ví đút bẩn thỉu, xong tay chân bẩn thỉu, đè gối bẩn thỉu, vợ chồng bẩn thỉu, nó mất đi linh nghiệm thì đến lúc nó không có tác dụng gì cả. Nên là mọi người phải biết rằng là phải trân quý thì nó mới có được linh nghiệm. Có tín có tin thì nó mới linh. Chứ mọi người không tín không tin, bán nhạo bán nhiếc không được, phát quay ra chửi bới nói cái là hỏng hết. Bản thân như thế những con người không bao giờ khá lên được, không tốt lên được, không ngóc đầu lên được. Nên là những cái gì mình làm là mình phải hiểu biết nó hãng này. Còn không hiểu biết thì thôi. Còn cái này nó cũng không đánh đổi cái gì cho các bạn, nó chỉ làm tốt cho các bạn lên thôi. Thứ nhất, bỏ ăn thịt chó, không ăn thịt mèo, con người ta chép. Cái đấy là bạn đã thiền được 3 năm tuổi thọ rồi. Mỗi một động loài là bạn nó bỏ đi một phước. Mà một phước thì bỏ đi một năm. Nhưng khi bạn đã bỏ ăn cái đấy thì bạn lại thêm được cái đấy. Bạn duy trì thêm được dương họ các bạn. Đây là âm phần. Thứ hai nữa là cái này nó sẽ dạy cho các bạn cách lối sống. Nhà mình thì năng đi xây đình xây chùa, năng đi công đức, năng đi giúp người nghèo người điên. Tại sao làm như thế? Không có gì là cho không ai cái gì cả. Tất cả phước đức không phải tự dưng mà có, mà phải làm ra thì mới có. Nên cố gắng nha mọi người nhé. Chứ mà tự dưng cứ khấn khấn như này có phước đức âm người lên mấy bàn thờ như mấy ông đồng cô bóng cậu thầy bà sư sãi linh tinh thôi, mày cúng gà cúng thịt thôi, đốt vàng mã vô tội bạn phước đức tao đầy oai như tóc ngu dốt. Những cái việc mà thực tế nhất là giúp được những người nghèo khó khăn, giúp được những nơi đang xây dựng tô bảo, như xây đình xây chùa tô tượng đúc chuông, những việc đấy chúng ta phải lên này. Đấy, dạy được còn dạy cả con cái trong chúng ta nó thì sau này âm phước chúng ta mới lớn được. Được nhá, bắt đầu chúng ta công việc như thế đã phổ cập được rồi, kiến thức đã biết rồi. Nếu không biết thì có thể xem lại cái video này để mà mọi người đỡ về sau này về nhắn tin. Mọi người cứ nhắn tin cứ hỏi đau đầu nó giải trình bằng được, mà giải trình 10 phút được ngủ mọi người cũng hết đời. Một năm trung bình thì khách thì nó tầm một vài nghìn người từ tháng 1 đến tháng 3 này họ đến tìm mình, mà bây giờ giải trình như thế còn đến bao giờ, năm công nguyên bao nhiêu, cả năm tất trả lời điện thoại các bạn đã đủ chết rồi, chứ đừng nói thứ khác. Nên là mọi người cố gắng rút gọn nhau vào nhé.